Để chúng ta tiện việc xảy ra chúng tôi sắp xếp về cái nhân sự vị trí thi đấu của các hạng thì tôi mời cái nhóm trên 18 đứng như thế này, nhóm 17 đứng như thế này, 12-14 đứng như thế này. Go!
kiểu như thế này. Yeah.